Thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành địa phương ưu tiên lồng ghép nguồn kinh phí các chương trình khuyến nông, vốn sự nghiệp chương trình xây dựng nông thôn mới để triển khai các mô hình thí điểm về sản xuất hữu cơ. Với các cơ chế chính sách đầu tư hợp lý cùng sự quyết tâm chủ động của các địa phương, đến nay toàn tỉnh đã hình thành 60 mô hình sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có 47 mô hình sản xuất lúa rau củ quả với trên 420 ha, 13 mô hình chăn nuôi lợn theo hướng hữu cơ với quy mô trên 100 con nái, gần 1.000 con lợn thịt. Nhìn chung, các mô hình trồng trọt hữu cơ kết hợp nuôi thủy sản đã mang lại giá trị cao hơn trên đơn vị diện tích sản xuất. Hiện các sở ngành địa phương đang tích cực ra soát, đề xuất sửa đổi bổ sung các chính sách hỗ trợ cho các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, trong đó tập trung vào một số nhóm chính sách như tập huấn, đào tạo, phát triển vật tư nông nghiệp hữu cơ, đánh giá chất lượng đất, nguồn nước, sản phẩm theo tiêu chuẩn, chế biến sản phẩm, xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp bao bì nhãn mát thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm